Krông Pa được coi là vùng chảo lửa của tỉnh Gia Lai với khoảng 15.000 người thiếu nước sinh hoạt. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Thời điểm này, nhiệt độ vùng chảo lửa Krông Pa thường xuyên ở mức 39 đến 40 độ C. Do nắng hạn quá khốc liệt nên các công trình đã cạn dần nguồn nước. Bữa trước mà vài năm trước mà tàu có nước mà xanh. Giờ thì nước xanh như thế này người dân và bà con không dám dùng nữa cho sinh hoạt bình thường. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã trang bị các bồn chứa nước đến tận các buôn làng như cấp 3 bồn chứa nước Buôn Ma Giai, xã Đằng Bằng với tổng dung tích 12.000 lít một ngày. Còn tại Buôn Tối, xã Krông Năng đã cấp 10 lu chứa nước. Ngoài ra còn vận động và hỗ trợ cho bà con đào thêm được 20 ao lấy nước ở các con suối cạn. Có mưa mà có nước uống nữa, nước tắm, nước giặt. Mà năm nay không có hết nước rồi. Có mùng. Cái gì mấy như nước lên xuống làm, có nước tắm, nước uống. Huyện là mua bồn và hướng dẫn cho bà con sử dụng cái phương pháp lọc truyền thống như đổ vào cát, đá, sỏi, rồi hướng dẫn bà con múc nước về để lọc uống. Thì hiện nay thì lúc đầu thì bà con rất là phấn khởi và sử dụng, nhưng mà theo phương pháp truyền thống thì bà con vẫn muốn sử dụng cái nước lọc, cái nước sạch từ cái nguồn sông. Do đó bà con sử dụng không thường xuyên và vẫn là đi ra một suối để tự đào lấy nước về uống. Trước tình trạng thiếu nước trầm trọng này, huyện Krông Pa cũng đề nghị tỉnh Gia Lai có kế hoạch hỗ trợ thêm kinh phí khoảng 19 tỷ đồng để tiếp tục tìm kiếm nguồn nước sinh hoạt cho người dân.